Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai ngoại trừ từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi là có mưa, các khu vực khác trên cả nước sẽ đều có nắng. Tuy nhiên ở Nam Bộ thì vẫn có nguy cơ ngập úng và xâm nhập mặn cao điểm do đợt triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Cụ thể ranh mặn 4 gram trên lít, tức là vùng mà bà con không lấy được cả nước để sinh hoạt lẫn sản xuất, sẽ vào sâu từ 20 đến 50 km. Riêng hệ thống sông Vàm Cỏ, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên thì có thể vào sâu từ 50 đến 60 km. Vì thế mà bà con cần tích trữ nguồn nước hợp lý, đặc biệt là tại các vùng ăn trái thuộc huyện Kế Sách của Sóc Trăng, huyện Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc Nam của Bến Tre, trở ra các cửa biển, bởi vì đây đều là những nơi chịu ảnh hưởng mặn nặng nhất của đợt này. Triều cường là một trong những nguyên nhân gây ra đợt mặn lần này. Ở miền Tây, đỉnh triều tại trạm Mỹ Thuận, Vĩnh Long, 3 ngày tới sẽ quanh mức báo động 2. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc miền Đông Nam Bộ thì cao hơn, từ mức báo động 2 đến trên mức báo động 3. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông, nhất là vào sáng sớm. Đợt này ngập chủ yếu là do triều, bởi vì ngày mai cả khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đều không mưa, nắng nhiều, thậm chí là ở Biên Hòa còn chạm mức nắng nóng 35 độ. Bắc Bộ cũng có nắng vào trưa và chiều mai, mang đến cho chúng ta cảm giác ấm áp. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố khác thì đều trên 23 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển ở phía tây huyện đảo Trường Sa ngày mai không có mưa, nhưng gió vẫn mạnh cấp 6, giật cấp 8. Còn quanh huyện đảo Hoàng Sa thì có gió mạnh cấp 6, riêng ở phía đông gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biến động mạnh. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.